Một ngày có hẹn dắt cô ca cùng các bạn đi chơi, nhưng mà tự nhiên đang ngủ ngon thì bỗng nhiên mẹ Mẫn bừng tỉnh. Ôi trời ơi, bây giờ là mấy giờ rồi vậy trời? Lật đật lấy điện thoại coi giờ mới phát hiện hai mẹ con đã ngủ lố giờ sắp trễ rồi. Mẹ Mẫn vội vàng thức dậy rồi đi tìm kiếm xem có gì để ăn sáng không. Ta nói mang tiếng là food review mà kiếm vòng vòng cái nhà không có một cái gì để ăn. Ú, cái gì đây? Ai là để ở đây bộ 7 bữa sáng của Jinsu vậy? Không cần biết là của ai, chỉ cần ở trong nhà mình sẽ là của mình. Mẹ Mẫn lật đật đi đánh răng rửa mặt thay đồ xong là lấy liền một hộp hủ tiếu bò kho trong bộ 7 bữa sáng của Jinsu. Mà công nhận cái này tiện ghê luôn á, không có cần nấu nướng gì cầu kỳ hết, chỉ cần cho hết các gói gia vị và cho luôn cả một gói thịt. Wow, có thịt thiệt bên trong luôn nè mọi người. Cái gói thịt này là gói thịt bò kho đó mọi người, mình cho vô sau đó mình đổ nước sôi vô là ăn thôi. Mà đang thắc mắc chủ nhân của bộ 7 bữa sáng này là ai thì ta đơ, chủ nhân xuất hiện đây chính là bà ngoại của ca đã mua về trữ sẵn, tại biết cái nết của Mẫn hay lười biếng nấu ăn lắm. Thấy Mẫn ăn hộp hủ tiếu bò kho, bà ngoại của ca cũng không chịu thua, quyết định lấy hộp bánh đa cua ra xử liền luôn. Ô là trời, bánh đa cua là có riêu cua thiệt bên trong luôn là mọi người, nhìn hơi bị hấp dẫn ha, chất lượng ha. Giờ đổ nước sôi vô, đậy nắp chờ mấy phút là lấy ra ăn thôi. Thường thì tâm lý chung của chúng ta cứ nghĩ rằng đồ đóng hộp sẽ không ngon, nhưng không, hủ tiếu bò kho này ăn rất chi là vừa miệng nha. Ai thích ăn cay thì cho thêm miếng tương ớt vô nữa, ở trong đây có thịt bò kho giống y chang thịt bò kho luôn. Thôi ôi, còn cái này là hộp bánh đa cua của bà ngoại cô ca nè, bên trong có riêu cua luôn nha, mà cái bánh đa cua nó thơm, mùi bánh đa cua giả man. Ăn xong hút nước rột 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 rồi đem đi dẹp cái nè. Mẹ ơi, vô đi giả rồi, trời đá bụng quá. Ôi hên ghê luôn à, vừa mới ăn xong là anh Coca anh dậy rồi. Coca thì mê ăn cháo lắm, lấy liền cho Coca bịch cháo sườn nha. Cái này hâm cực kỳ đơn giản luôn, một là bỏ vô lò vi sóng, hai là mình ngâm nước nóng tí xíu hoặc là cháo nóng là có thể ăn được nha. Bên trong thì quá trời là thịt sườn. Wow, bánh đẹp bụng. Ăn lẹ đi ông ơi, trễ giờ rồi nè, nói nhiều quá trời à. Xong xuôi là mẹ Mẫn thực hiện ngay lời hứa dẫn Coca và anh xin anh Sóc đi chơi ở trung tâm thương mại. Ta nói hả, anh Coca được ăn no nê nạp đủ năng lượng rồi hả, lăn xăng hiếu động thấy sợ luôn á. Mấy đứa chờ mẹ Mẫn vô với coi ơi là trời. Bình thường giữ một anh đã mệt rồi mà bây giờ giữ tới ba anh luôn, bởi vậy cứ dắt vô khu vui chơi như vậy đi là khỏe nhất. Mà có một điều chỉ những người ba người mẹ bỉm sữa mới hiểu thôi là mấy em nhỏ này nè không biết sức ở đâu mà mấy em khỏe quá trời chơi hoài không biết mệt, trong khi người lớn đi tí xíu là đã mệt rồi. Chơi xong cái khu vui chơi á thì đòi qua khu điện tử nha. Ôi ôi, bà ngoại của cô ca cũng tham gia cùng các em nhỏ luôn, rất chi là hào hứng. Nói chứ mấy em nhỏ, niềm vui của mấy em chỉ đơn giản lắm, chỉ là được đi chơi như thế này thôi là vui rồi. Còn niềm vui của người ba, người mẹ, người ông, người bà là chỉ cần nhìn thấy con cháu mình vui là mình cũng vui luôn. Vậy thôi đó mà hết luôn một ngày.